Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn gửi các sở ngành, Liên đoàn Lao động thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố, Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện về việc tăng cường kiểm soát đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn. Yêu cầu công nhân thực hiện khai báo y tế hàng ngày. Người quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp chịu trách nhiệm về thực hiện phòng chống dịch trong phạm vi quản lý, kịp thời chấn chỉnh khắc phục các bất cập, lỗ hổng, vi phạm, nhất là việc không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, không cho phép người không khai báo y tế đến làm việc. Ngoài ra, thực hiện các biện pháp khoanh vùng cách ly đối với các khu ký túc xá, nhà trọ của công nhân, người lao động liên quan nếu có phát sinh ca bệnh tại khu dân cư với phương châm gần nhất có thể. Đồng thời khuyến cáo vận động các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có quy mô lao động lớn, trang bị thiết bị nhận diện khuôn mặt và máy tầm nhiệt để góp phần làm tốt công tác sàng lọc, thực hiện nghiêm ngặt yêu cầu 5K đối với cá nhân, thường xuyên kiểm tra đánh giá cập nhật lên bản đồ an toàn COVID, thiết lập các phòng cách ly tạm thời để đáp ứng tình huống phát sinh trường hợp có yếu tố nghi ngờ nhiễm COVID-19.